chim sẻ tuy lớn nhưng thì cũng không đủ chia cho 30 người, học sinh của Khương Vô trước kia có 28 người, chạy ba người còn lại 25 người, tính cả Vương Phú Quý, Vương Đại Long, Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ và Nhâm Tiểu Túc, chỉ một con chim sẻ sao mà đủ, trong lúc chờ chim sẻ chín, Tiểu Ngọc Tỷ đi tới bên cạnh kiểm kê vật tư của họ. Nàng thở dài nói: "Lương khô nơi này chỉ cầm cự được thêm hai ngày nữa thôi." Nhan Lục Nguyên im lặng, nếu có Nhâm Tiểu Túc, họ đâu cần lo vấn đề này, Bấy giờ bỗng nhiên có người thấp giọng nói. Ta thấy bọn họ, người nói chuyện là một học sinh, nhan lục nguyên có chút giường rút hỏi. Bọn họ nào? Đồng học, phương vũ trì chán nản. Chắc chắn các nàng cũng thấy chúng ta, chỉ là không dám qua mà thôi, bấy giờ nhan lục nguyên mới hiểu được. Nguyên lai like bọn họ là ba nữ sinh đã bỏ họ lại lúc trước, nhan lục nguyên quay đầu nhìn Khương Vô. Hắn phát hiện, lúc này Khương Vô đang ngồi đờ đẫn bên người nhâm tiểu túc, không nói lấy một lời. Khương vô lão sư, nha lục nguyên hô, khương vô cười khổ. Ta cũng không trách chúng, để các nàng đi thôi, dường như khương vô cũng không muốn để ý tới ba nữ sinh kia. Nha lục nguyên thấy tay khương vô nắm thành quyền, móng tay đâm vào khiến lòng bàn tay chảy máu, đột nhiên khương vô nói. Có thể chia lương khô của ta cho chúng được không, ta có thể chịu đói, nha lục nguyên bừng tỉnh, Tuy đáy lòng hắn ngàn vạn lần không muốn nhưng đại khái đây chính là nguyên nhân ca ca nguyện ý cứu Khương Vô Ư. Nếu nhâm tiểu túc tỉnh lại, ca sẽ làm gì vào lúc này? Được, nhà lục nguyên thở dài. Khương Vô Lão Sư không cần chịu đói, chuyện một người trong đội làm, những người khác sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm, nói xong. Nhan lục nguyên để một nam sinh lấy ít lương khô trong túi đưa cho ba nữ sinh. Nam sinh đưa đồ chẳng nói một lời, làm xong thì nhanh chóng quay về. Lúc này chỉ thấy ba nữ sinh kia ngồi dưới đất ôm gối khóc sống. Nhà lục nguyên cũng không thèm liếc một cái, giờ khác này không ai chỉ trích các nàng làm gì. Vì đối mặt với sự uy hiếp từ vật thí nghiệm, nhâm tiểu túc lại hôn mê bất tỉnh nên các nàng làm vậy cũng là hợp tình hợp lý. Dù mọi người rất khổ sở nhưng đối phương cũng chẳng làm gì sai. Ở thế đạo này, còn gì quan trọng hơn mạng của mình đâu. Nhưng hiểu thì hiểu, còn chấp nhận là một chuyện khác. Cứ để họ đi đi, nhà lục nguyên bình tĩnh nói. Đường là tự mình chọn, không còn lựa chọn khác. Hơn nữa hiện tại tình cảnh đám nhan lục nguyên cũng chẳng tốt hơn là bao. bất kỳ lúc nào cũng có thể đối mặt với uy hiếp từ lý thị. vì thế mọi người đường ai nấy đi cũng tốt. lúc này tiểu ngọc tỷ nhắc nhở. số lượng dân chạy nạn lần này rất nhiều. bên trong có thể có bác sĩ không? nếu có có thể mời đối phương tới xem bệnh cho nhâm tiểu tốt. nhan lục nguyên bỗng nhiên bừng tỉnh. đúng đúng đúng. nói xong, nhan lục nguyên cầm chủy thủ đi vào trong đám nạn dân, hô lớn. Ai là bác sĩ thì bước ra đây, chị thương cho anh trai ta sẽ có màn thầu ăn, nhất thời, rất nhiều người trong đám nạn giơ tay lên. Chủ yếu là nhờ vào sự hấp dẫn của màn thầu lúc này, đồ ăn nơi hoang dã quý như vàng. Đây mới là thời gian đầu chạy nạn, hai ngày nữa muốn dùng màn thầu đổi lấy nữ nhân cũng không phải không có khả năng. Nhan Lục Nguyên quét mắt nhìn một lượt rồi nói, "Không phải bác sĩ thì đừng nhận bừa, để ta phát hiện các ngươi giả mạo, làm chuyến nãy quá trình trị thương của anh trai ta thì đừng trách ta không khách khí." kết quả câu nói vừa dứt rất nhiều người lập tức buông tay xuống trung quy nhan lục nguyên vừa mới giết người họ thấy cả xác của cục trưởng phòng hậu cần còn chưa lạnh đâu ai dám hung hăng nữa nhan lục nguyên hỏi ông chuyện chị khác gì một nam từ trung niên đeo kính gọng vàng đi ra ta là bác sĩ chuyên trị gãy xương trong bệnh viện ta đã sớm chú ý tới tình hình của anh ngươi hẳn là hắn bị gãy xương nhan lục nguyên có chút sửng sốt vậy ngươi mau tới giúp ca ta đi nam tử trung niên đứng yên không nhúc nhích nha lục nguyên vui vẻ đưa một cái màn thầu khô quắc cho đối phương lúc này đối phương mới rời bước bác sĩ đi tới bên người nhâm tiểu túc rồi ngồi xổm xuống nha lục nguyên hỏi nếu chỉ là gãy xương sao tới bây giờ ca của ta vẫn chưa tỉnh bác sĩ dùng ngón tay thăm dò thân thể nhâm tiểu túc hắn hỏi rất nhiều chỗ gãy xương hẳn là từng chịu tác động mạnh người chị thương cho hắn đi nha lục nguyên nói một lúc sau bác sĩ đáp chẩn đoán sơ bộ có 10 chỗ gãy xương. Thậm chí còn có chỗ xương đã nát vụn, lực xung kích rất lúc hẳn đã ảnh hưởng tới não bộ. Vì thế hiện tại hắn vẫn chưa tỉnh. Trước tiên trị xương cho ca được không? Nha Lục Nguyên nói, bác sĩ lắc đầu. Ta chỉ có thể chữa trị gãy xương và chật khớp ở tay chân. Có những chỗ bị thương cần có máy vật liệu chuyên nghiệp trợ giúp. Thậm chí còn phải đặt đinh vào đầu khớp để hỗ trợ hắn. Dù vậy cũng khó lòng khôi phục như ban đầu chỉ sợ sau này hắn sinh hoạt không thể giống người bình thường được bác sĩ đã nói rất huyền truyền nói trắng ra là hắn không chắc có thể chữa cho nhâm tiểu túc hoàn mỹ vô khuyết hơn nữa bệnh trạng gãy xương này không phải liều mạng là chữa được chưa nói tới hiện tại còn không có phim x quang không thể nhìn rõ vết thương mà dù có cũng chẳng làm được gì sắc mặt nhan lục nguyên âm trầm hơn nhâm tiểu túc sẽ thành người tàn phế ư hắn không tin không muốn tin lúc này mặt mày tiểu ngọc tị ủ rủ vậy đầu óc hắn có vấn đề gì không ví dụ mất trí nhớ chẳng hạn, bác sĩ giải thích. Tuy ta không phải bác sĩ chuyên khoa não nhưng ta biết tình huống mất trí nhớ không thường xuất hiện, tạm thời không cần băn khoăn về chuyện này. Ngược lại, nếu xương bị gãy của hắn không được chữa trị kịp thời, khả năng cao sẽ bị hoại tử. Như thế thì thật sự hết thuốc chữa, ít nhất ở nơi hoang dã này là hết thuốc chữa rồi, nhà lục nguyên trầm mặc. Nói thật, ngược lại hắn hy vọng nhâm tiểu túc có thể quên đi một số việc hoặc một số người, nhà lục nguyên biết nhâm tiểu túc là người trọng tình trọng nghĩa bằng không sẽ không nhận Trần vô địch là đồ đệ, bằng không sẽ không đi cứu Lý Thanh Chính. Cho nên Nhan Lục Nguyên biết, sau khi tỉnh lại Nhâm Tiểu Túc chắc chắn sẽ rất khổ sở. Nếu Nhâm Tiểu Túc biết Trần vô địch vì bảo vệ hắn mà mất, hắn sẽ có phản ứng gì? Nhan Lục Nguyên tình nguyện Nhâm Tiểu Túc bị mất trí nhớ còn hơn. Đột nhiên, một âm thanh suy yếu vang lên. Kêu hắn đi đi, vết thương của ta không cần người khác trị. Nhan Lục Nguyên kinh hì quay đầu lại. Hắn thấy rõ Nhâm Tiểu Túc mở to hai mắt, chỉ là trong mắt là mệt mỏi vô bờ ca người để bác sĩ bó xương cho người nhé nha lục nguyên thấp giọng nói không cần ta có thể tự làm nhâm tiểu túc cười một cách khó khăn hắn đánh giá hoàn cảnh bốn phía cổ ít hầu khô khốc lên xuống chỉ là bỗng nhiên nhâm tiểu túc sửng sốt vô địch đâu các người thấy vô địch đâu không mọi người đồng loạt im lặng họ không biết nên giải thích thế nào với nhâm tiểu túc thậm chí từ tận đáy lòng họ thật sự không muốn nói với nhâm tiểu túc về việc này chỉ hy vọng nhâm tiểu túc mãi mãi mơ màng thôi vương phú quý nói đại sư huynh nói hắn có việc nên rời đi trước rồi nhâm tiểu túc ngơ ngác nhìn vương phú quý nhâm tiểu túc không phải người ngu hoặc nói so với những người khác hắn thông minh hơn một chút không cần mọi người nói hắn tự đoán được chân tướng cho nên khi vương phú quý nói thế nhâm tiểu túc đang nằm bỗng nhiên chảy hai hàng nước mắt hắn đi thế nào nha lục nguyên để bác sĩ rời đi ngồi xuống bên cạnh nhâm tiểu túc lúc vô địch ca đi hắn dùng gậy như ý đánh đuổi yêu ma thập phương chân đạp ngàn vạn yêu ma quỷ quái trên trời có mây bảy màu óng ánh chiếu lên người cứ như mở cửa trời vì hắn vậy ta đoán người trên trời muốn đón hắn về nhâm tiểu túc không nói gì thêm xung quanh lần nữa rơi vào trầm mặc thế nhưng nhan lục nguyên phát hiện toàn thân nhâm tiểu túc run rẩy ngay cả sắc mặt cũng dần đỏ ửng. nhan lục nguyên dốc ống quần và tay áo nhâm tiểu túc lên hắn phát hiện toàn bộ gân máu trên người nhâm tiểu túc phát ra ánh sáng màu bạc Nhà lục nguyên cũng có người máy nano nên hắn hiểu rõ đây là gì. Nhâm tiểu túc dưới tình trạng không có thuốc tê, cưỡng ép người máy nano chữa xương cho hắn. Mọi người luôn dùng câu đau tới tận xương tủy để hình dung sự đau đớn cùng cực. Nhưng đại đa số đều là nói cho to mồm thôi. Mà bây giờ, nhâm tiểu túc thật sự là đau tới tận xương tủy, đây cũng chẳng phải một biện pháp tu từ khoa trương. Xương cốt của hắn vỡ vụn, từng mảnh xương cốt lẫn lộn trong huyết nhục. Vì thế nhâm tiểu túc phải điều khiến người máy nano không ngừng nhặt lấy từng mảnh xương nhỏ đó nối vào xương cốt cho mình, cứ như một trò chơi ghép hình vậy. Đôi khi ghép sai thì phải tháo ra ghép lại, đau đớn tới mức chỉ mới ghép xong một cánh tay mà nhâm tiểu túc đã ngất xỉu. Chẳng bao lâu sau, nhâm tiểu túc tỉnh lại. Hắn tiếp tục điều khiển người máy nano ghép xương cho mình mà chẳng nói lời nào, nha lục nguyên ở bên cạnh khóc không thành tiếng. Cà, ngươi nghỉ ngơi chút đi. Van xin ngươi mà, dừng lại đi, có điều nhâm tiểu túc cắn răng không nói gì nhâm tiểu túc không thể ngừng chỉ khi hắn hoàn thành việc chữa thương thì về sau mới không để lại di chứng đất chết cực kỳ nguy hiểm nếu hắn tàn phế vậy phải đối đầu với thế giới nguy hiểm này thế nào nhâm tiểu túc tỉnh lại rồi đau đớn ngất đi quá trình này lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần lúc này nhan lục nguyên bỗng nhận ra nhâm tiểu túc muốn dùng sự đau đớn trên thân thể che giấu sự đau đớn trong tâm hồn loại đau đớn từ tâm hồn kia chẳng khác nào đâm trái tim thành một lỗ hồng sâu hóm trống rỗng khi vương phú quý là Lý Thanh Chính hiểu vì sao nhâm tiểu túc làm vậy thì không khỏi chấn kinh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, họ khó lòng tin tưởng có người nhịn được đau đớn mà từ mình đối xương. Người bình thường khi bị cắt một đau sẽ đau tới kêu ai, oái. Mà hiện tại nhâm tiểu túc bị cắt vô số vết thương trong xương cốt lại chỉ có thể gồng mình chịu đựng. Mãi tới khi nhâm tiểu túc lắp xương và dùng người máy nano cố định xong mới tiếp đi. Mồ hôi trên người hắn khiến quần áo ướt sũng. Tiểu Ngọc Tỷ ở một bên vừa lau nước mắt vừa lau mồ hôi cho nhâm tiểu túc. Bỗng nhiên nhan lục nguyên nói, Trước kia khi ca chưa đi săn, chúng ta chỉ có thể ăn cỏ dại, người bên ngoài có chút sửng sốt. Họ không biết vì sao nhan lục nguyên lại nói thế, chỉ nghe nhan lục nguyên tiếp tục kể chuyện xưa. Không ai dạy hắn rau gì không ăn được, rau gì ăn được. Có chút cỏ dại rất khó ăn, cũng có ít cỏ dại có một chút độc tính. Các người nghĩ ca ta làm sao phân biệt được, hắn tự mình ăn trước, thấy ổn mới cho ta ăn. Phú Quý Thúc nói không sai, mạng ca ta cứng lắm. Nếu không cứng đã sớm chết ở nơi hoang dã rồi, lúc này, đám nạn dân cảm thấy nguy hiểm đã qua nên quyết định dừng lại ở đây chờ lý thị cứu viện họ tin chắc lý thị sẽ tới cứu họ trung quy họ là cư dân hợp pháp của hàng rào ban ngày nhan lục nguyên ngủ một giấc ngắn không có người nào dám đụng tới họ vào lúc này mà lưu dân trên thị trấn nhận ra khí chất quen thuộc từ trên người nhan lục nguyên là khí tức tàn nhẫn sinh tồn nơi hoang dã đến tối nhan lục nguyên canh giữ một tấc không rời bên cạnh nhâm tiểu túc trước kia nhan lục nguyên cũng từng canh đêm bây giờ cũng vậy lúc nửa đêm mọi người bị tiếng câu rên làm cho bừng tỉnh họ nhìn về phía phát ra âm thanh kết quả thấy được nhan lục nguyên hai tay đẫm máu canh giữ bên cạnh nhâm tiểu túc dưới chân hắn là hai người trưởng thành một trong hai người đó vẫn còn chút hơi tàn nhan lục nguyên nắm tóc người kia kéo gã lên hắn bình tĩnh kéo một đường trên cổ gã nếu có ai vụng trộm tới gần chúng ta thì đây chính là kết cục muốn tìm ăn thì tự vào rừng mà tìm hai anh em từng nghi hoặc vì sao nhan lục nguyên là sơ phàm giả mà thể lực của hắn không tăng lên nhiều dựa theo sự phát triển của những siêu phàm giả khác. Thức tỉnh một thời gian dài thì tố chất thân thể sẽ tốt hơn người thường nhiều lắm. Nhưng nha lục nguyên thì không như thế. Hắn là siêu phàm giả mà phản phệ bình thường cũng khó lòng chống cự. Mà bây giờ nhâm tiểu túc cho nhan lục nguyên người máy nano để bổ sung khuyết điểm này. Người trong hàng rào sợ hãi nhìn nhan lục nguyên, họ cảm thấy đứa nhỏ này sắp điên rồi. Chỉ cần có ai đó hơi uy hiếp đến gần thiếu niên hôn mê kia, hắn sẽ chẳng do dự giết chết. Hơn nữa, cư dân trong hàng rào nhận ra nhan lục nguyên vô cùng chán hết mình có người ở cách đó khá xa nhỏ giọng nói đợi quân đội tới chúng ta báo hết việc ác của họ lên nhìn coi họ bị chế tài nghiêm khắc thế nào đúng quân lý thị hẳn rất nhanh sẽ tới có điều khi họ nói vậy thì trong lòng cũng cảm thấy có phần mơ hồ đã một ngày trôi qua sao quân đội lý thị vẫn chưa tới dù tiền tuyến thắng sơn đang có chiến tranh thì trong những hàng rào khác vẫn còn quân đội mà sao mãi tới giờ vẫn không có ai tới và lúc này phía bắc nhấp nhoáng ánh đèn xe nạn dân hương phấn một hồi rốt cuộc binh sĩ lý thị cũng tới chúng ta được cứu trợ rồi nhưng khi cỗ xe tới gần và thấy được đám nạn dân thì họ chẳng hề ngừng lại đoàn xe thật dài tiếp tục lái về phía nam đợi tới khi bộ binh đi qua có người kéo tay một binh sĩ hô trưởng quan các người đi đâu vậy mau cứu chúng tôi cứu chúng ta a à? cho chúng tôi đồ ăn. Binh sĩ lạnh lùng nói. Cứu các người, người nào tới cứu chúng ta, đầu tuyến Thắng Sơn ở phương Bắc đã thất thủ. Đội thiết giáp và đội bộ binh của Dương Thị sắp tới đây rồi. Chúng ta phải rút lui tới phía sau núi. Vậy chúng ta thì sao? Nơi này có người hành hung, một người khóc nước nở, kết quả lúc này có một quan quân quát. Giờ súng lên, bại trận thì không biết mình là ai nữa rồi, phòng ngừa gián điệp trộn lẫn vào chúng ta, cấm bọn họ tới gần âm thanh lên đang liên tiếp xuất hiện quân đội lý thị chĩa súng về phía nạn dân cũng không ngừng hò hét để đám nạn dân lùi về sau nạn dân có nằm mơ cũng không nghĩ tới họ để quân đội lý thị cả ngày chỉ để nhận được đãi ngộ thế này đám cư dân hàng rào nóng này các người không thể đối xử với cư dân hợp pháp của hàng rào thế nào ta sẽ tố cáo các người quan quân lý thị nghe vậy có người cười cười tố cáo tố cáo với ai ngươi còn sống được tới đó thì tính tiếp nói xong quân đội lý thị tiếp tục lên đường thấy nạn dân đuổi theo họ liền nổ súng đạn bắn vào chân nạn dân y muốn cảnh cáo họ đừng lộn xộn lúc này có vài nạn dân bắt đầu hoảng loạn rồi hàng rào sập khiến thế giới của họ như bị sụp đổ lúc này viện quân họ chờ đợi lại vứt bỏ họ đây lại là lần sụp đổ thứ hai suy nghĩ của đám nhan lục nguyên không giống với nạn dân lúc này nhan lục nguyên chỉ lo lý thị dẫn họ đi người hắn không muốn tiếp xúc nhất là binh sĩ của lý thị trung quy thân phận lúc này của nhâm tiểu túc tương đối mẫn cảm đến tối cách thời điểm bính sĩ lý thị rời đi đã đợi 8 giờ nhâm tiểu túc tỉnh dậy lần này trong mắt hắn chỉ có bình tĩnh đi lên núi không nên ở lại đây lúc này nhâm tiểu túc đã có ý thoái ẩn rừng núi đương nhiên cũng vì có hạt giống nên hắn mới có năng lực dẫn mọi người vào rừng ở những hạt giống đó đủ để giúp nhâm tiểu túc mở ra một vùng đất an toàn trong nơi hoang dã duy chỉ có khuyết điểm là sao trong ngày nhâm tiểu túc mới khôi phục lại như cũ tuy tố chất thân thể nhâm tiểu túc rất tốt nhưng muốn khỏi hẳn cũng cần thời gian đột nhiên từ phía phương bắc vang lên âm thanh xe bọc tháp đặc thù nguyên bản mặt đất bị phủ đầy tuyết nai bị lập lên thành từng khối bùn đen nhâm tiểu túc nằm yên tại chỗ không thể cử động hắn nhíu mày thở dài đợi đã thời gian hắn hôn mê quá dài đã chậm mất thời cơ tốt nhất để rời đi chỉ thấy đội thiết giáp và bộ binh của dương thị nhanh chóng tới nơi nạn dân cố chấn định hẳn là dương thị sẽ không làm gì chúng ta đâu chúng ta chỉ là dân chúng bình thường không có tham chiến Đúng vậy, chiến tranh là do Lý Thị phát động, không liên quan gì tới chúng ta. Dù Dương Thị có chiếm lĩnh hàng rào 108 thì chúng ta vẫn là cư dân hợp pháp của 108 mà. Có người nói, thời điểm binh sĩ Dương Thị chạy tới, một người xuống xe bọc thép, cao mày nhìn nạn dân. Hắn ra hiệu cho đội ngũ dừng lại. Hắn là người của hàng rào 108. Cảnh giới cấp 1, phòng ngừa những người này tấn công đội ngũ, người của hai mũi chuẩn bị súng sẵn sàng, sĩ quan nhảy kỳ xe bọc thép hai đội quân tăng cường của dương thị nhanh chóng xông vào đám người Hay có người chống cự sẽ nổ súng cảnh cáo hoặc dùng cán súng đánh ngã người nọ các người là nạn dân hàng rào 108, rõ ràng quan quân này biết hàng rào 108 có chuyện gì nên vừa nhìn hán đã biết, một nạn dân đáp. Đúng thế, chúng ta đều là cư dân của hàng rào 108. Trưởng quan, chúng ta sẽ phục tùng vô điều kiện với Dương Thị, cũng toàn tâm toàn ý để Dương Thị chiếm lĩnh hàng rào 108. Nhưng trưởng quan, Người có thể giúp chúng ta thanh lý hàng rào 108 không? Để chúng ta quay về nhà, công phu đổi mặt của đám nạn dân này tốt vô cùng. Họ sẽ không trung thành với bất kỳ tập đoàn nào, ai có quyền khống chế thì nghe lời người đó, bất quá sĩ quan kia cũng chẳng cảm kích. Về hàng rào 108, ai biết trong số các người có gián điệp không? Vạn nhất chúng ta đang đánh trận, các người ở hậu phương làm loạn thì thế nào? Nói xong, quan quân bảo sĩ quan phụ tá bên cạnh. Hai đội tăng cường kia ở lại, xây dựng một nạn dân doanh để nạn dân ở trong đó nghiêm chỉnh trông coi bất kỳ tập đoàn nào cũng cần người có người mới có sức sản xuất bằng không thì ai đào mỏ ai phụ trách làm công nhân nhà xưởng cho nên với tập đoàn mà nói con người cũng là một dạng tài nguyên vì thế họ sẽ không lạm sát người vô tội có điều trước khi chiến tranh chấm dứt đám người này cũng đừng mong được rời khỏi nạn dân doanh lúc này quân đội lý thị ở đầu tuyến thắng sơn đã tan vỡ phía đông lý thị đối mặt với sự tấn công của khánh thị ở núi song long than đầu và phượng nghi cũng tan tác đại thế lý thị không còn phải lùi về chỗ xa nhất phần cuối cùng của địa bàn mà cố thủ tại nơi này khả năng cao ba tập đoàn sẽ xảy ra một hồi tranh đấu ác liệt binh sĩ dương thị tiếp tục hành quân về phía nam hai đội tăng cường được chuẩn bị vũ khí đầy đủ thì ở lại với tư cách người trông coi nạn dân doanh đại đội trưởng nói ta sẽ chỉ định công tác cần làm mỗi ngày cho các người phải mau chóng hoàn thành bằng không thì đừng trách ta không khách khí muốn xây nạn dân doanh cần phải đốn cây rồi dùng gỗ xây dựng phòng ốc công cụ đã có bản thân hai đội là bộ binh chuyên mở đường cho đội thiết giáp công việc ở nạn dân doanh khá suôn sẻ họ chỉ dùng một tiếng để thống kê nhân số rồi phân nhiệm vụ cho mỗi người có điều nhan lục nguyên chợt phát hiện thương binh cũng phải làm nhiệm vụ hiện tại thương thế nhâm tiểu túc không tốt chỉ ngủ rồi dậy làm sao mà hoàn thành công việc nếu thương thế nhâm tiểu túc tốt hơn họ có thể giết một đường rời khỏi nạn dân doanh nhâm tiểu túc có thiết giáp căn bản không sợ đánh binh lính bình thường này bây giờ chúng ta làm sao đây vương phú quý nhìn nhâm tiểu túc hôn mê chỉ có thể ở lại đây trước nha lục nguyên nói tiếp may mà dương thị không truy nã chúng ta nhưng chúng ta có hai thương binh vương phú quý làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ được nha lục nguyên nhíu mày nhìn đại đội trưởng bên người khách khí nói trưởng quan ngài biết dương tiểu cận chứ liên trưởng tức giận nói đừng hòng lời béo móc nối quan hệ ta chẳng biết người ngươi nói. Nhanh chóng làm việc đi, còn mấy người nằm trên đất kia cũng không được lời tiếng, ánh mắt nhan lục nguyên lạnh đi một chút. Nhưng hắn không tranh luận với đối phương, chỉ nói. Việc của họ chúng ta hoàn thành giúp được không? Đại đội trưởng lên tiếng. Được chứ, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành. Nhan lục nguyên lặng lặng đứng đó. Hiện giờ họ có 6 thương binh, nếu thay 6 thương binh hoàn thành nhiệm sẽ là một khối lượng công việc khủng khiếp. Nhiệm vụ được phân cho mỗi cá nhân đã được ước lượng sức làm của một người, có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình đã là không dễ rồi thành người khác hoàn thành kiểu gì lúc này vương phú quý và lý thanh chín đi tới bên cạnh nhan lục nguyên đừng lo nữa chúng ta sẽ làm phụ ngươi cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này ba nam sinh không bị thương cũng đi tới còn có chúng ta ngay cả nữ sinh cũng giơ tay lên chúng ta cũng có thể giúp một ít vương vũ trì bị thương vùng vẫy đứng lên vết thương của chúng ta đã ổn rồi có thể làm việc được nhan lục nguyên cười ngồi xuống đi cố quá là quá cố đấy mọi người đừng làm quá lên cũng chỉ thêm ít việc thôi mà không thể không nói nhan lục nguyên vẫn cảm nhận được sự ấm áp bổ vây những người này đã trải qua thời gian dò xét mọi người là đồng đội trung hoạn nạn có sự tin tưởng nhất định từ hai phía lại nhìn những nạn dân khác mà xem người nguyện ý giúp đỡ họ có ai đâu trước kia nhan lục nguyên và nhâm tiểu túc đều độc lai like, độc vãng chỉ có hai người họ thôi mà bây giờ một khắc này khiến nhan lục nguyên cảm nhận được sức mạnh đến từ sự đoàn kết Tiểu Ngọc Tỷ cầm một ít bùn bôi lên mặt Khương Vô và mấy nữ sinh khác. Ở nơi hoang dã lại không có tiểu túc, phải phòng ngừa có người nhớ thương chúng ta. Các người da trắng ngần xinh đẹp nhất định sẽ khơi gợi tâm tư người khác. Đợi lát nữa tìm chỗ không ngờ thay đồ đi, mặc thùng thình mới che giấu dáng người được. Nữ sinh có chút khó nói, bùn chết lên mặt cũng khó nhìn quá rồi. Thế nhưng đám nữ sinh không phải người ngu, đến lúc cần nhịn vẫn phải nhịn, tùy ý để tiểu ngọc tỉ bôi cho mình. Sau khi thoa xong, mọi người nhìn nhau cười hớn hở cả đám đều xấu như nhau cả tiểu ngọc thì nói tiếp nhớ bỏ một ít đá trong quần nếu có người mưu đồ làm loạn thì cầm đá đập vỡ đầu hắn nhớ rõ phải đập vào chỗ cách lâu mày một tấc này đập mạnh một chút may mắn có thể đánh chết người đây đều là tiểu túc dạy ta cả Nhâm tiểu túc từng dạy tiểu ngọc tỷ vài món đòn bảo mạng trước thì cố gắng che đậy giấu không được nữa thì giết người để xây dựng một nạn dân doanh không phải chuyện đơn giản cần phải dọn dẹp mặt đất đào đất đốn gỗ xây phòng mỗi giai đoạn đều cần rất nhiều nhân lực nếu không có một đội binh lính được huấn luyện tinh nhuệ chỉ huy chỉ sợ chẳng thể hoàn thành trong một thời gian ngắn thế nhưng đám binh sĩ dương thị này chỉ đứng giám sát chứ không nhúng tay vào làm thậm chí khi họ phát hiện có người biếng sẽ không hạ thủ lưu tình mà dùng cán súng đánh đối phương một ông lão bị đánh vào lưng xong thì không còn đứng lên nữa cư dân hàng giàu 108 vốn muốn kháng thị có điều kháng nghị càng mạnh thì bị đánh càng đau dần già nạn dân chỉ biết chết lặng làm việc bỗng nhiên họ chợt nhận ra nguyên lai chiến tranh đã tới gần cuộc sống của họ cũng đã thay đổi chiến tranh tới không ai có thể thoát khỏi kỳ thật dương thị xây nạn dân do anh là có thâm ý họ muốn hao hết tinh lực của nạn dân trong quá trình xây dựng như vậy họ sẽ không còn sức làm ra mấy chuyện ồn ào gì khác đây là cách đối phó với cựu chiến binh khi một đám cựu binh sắp nghỉ hưu chỉ tránh họ gây chuyện quan quân sẽ cho họ đi trồng cây đào hố rồi lại trồng cây từng ngày từng ngày cũng đủ giày vò họ tới chết chẳng ai còn hơi sức đâu mà gây chuyện nữa đám nhan lục nguyên được phân phối vận chuyển gỗ nhiệm vụ theo ngày là mỗi người phải chuyển đủ 10 cây gỗ. Hai người cầm một cây, cây có kích thước to chừng bắp chân, cây gỗ rất nặng, nhất là vóc dáng nhan lục nguyên có phần hơi nhỏ. Khi hắn khiêng cây, cảm giác như cả thân cây đều tựa lên người hắn. Ban đầu, mọi người cảm thấy mỗi ngày chuyển 10 cây chẳng phải chuyện gì lớn. Nhưng khi trực tiếp làm, họ mới biết chuyện này là quá sức, may mà nhan lục nguyên có người máy nano. Hắn điều khiển người máy nano tập trung lên vai, cánh tay và hai chân. Như vậy nhẹ nhõm hơn nhiều thế nhưng nha lục nguyên không chỉ chuyển 10 cây. Hắn còn phải hoàn thành nhiệm vụ cho đám nhâm tiểu tốc bị thương. Khi năng lượng của người máy nano hết, bà vai nhan lục nguyên bị mài tới đau nhức, hai tay nổi bóng nước. Những người khác chuyển sau một cây có thể nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng nha lục nguyên không được, binh sĩ Dương Thị có danh sách ghi lại hết. Người nào khiêng cây về đều phải ghi lại, như thế mới không bị trách phạt cũng dễ kiểm kê. Hơn nữa, binh sĩ mặc kệ ngươi là nam nữ già trẻ mà ăn bài công việc mọi người như nhau. Nếu không hoàn thành sẽ bị đánh. Nhan lục nguyên từng nói với nhâm tiểu túc hắn chán ghét hàng rào chán ghét tập đoàn chán ghét người trong hàng rào thậm chí nhan lục nguyên còn nói với nhâm tiểu túc nếu dương tiểu cận không tới tìm họ không cần đi hàng rào 88 làm gì lúc trước khi dương tiểu cận tới hàng rào 108, trong lòng nhan lục nguyên rất vui hắn cảm thấy dương tiểu cận không giống những người sống trong hàng rào kia hơn nữa nhan lục nguyên cũng gửi gắm hy vọng ở dương tiểu cận nghĩ rằng người của dương thị sẽ khác lý thị và khánh thị không xem mạng người như cỏ rác nhưng sự thật chứng minh tập đoàn đều đen tối như nhau không có khác biệt gì lớn cả người khác biệt chỉ có mỗi dương tiểu cận mà thôi đến chiều đám tiểu ngọc tỷ kiệt sức mới hoàn thành gần xong công việc còn nhan lục nguyên và đám vương phú quý vẫn phải tiếp tục đáng thương cho vương phú quý đã một bó tuổi mà vẫn phải làm việc nặng xém nữa lấy mất nửa cái mạng của hắn đám tiểu ngọc tỷ nghỉ ngơi một lát lại đứng dậy giúp bọn nhan lục nguyên có điều sức đám nữ tử có hạn nhan lục nguyên chỉ có thể khuyên họ quay về buổi tối khi Tiểu Ngọc Tỷ thấy nhan Lục Nguyên về thì sốt ruột nói. Lục Nguyên, nghỉ một lát đi, sắc mặt ngươi không tốt, chỉ thấy sắc mặt nhan Lục Nguyên tái nhợt, bờ môi cũng tím tái, lúc này nhan Lục Nguyên thể thân cây xuống. Tiểu Ngọc Tỷ kéo vai áo hắn ra liền thấy máu thịt nơi đó đã là một vùng bùi nhùi, Tiểu Ngọc Tỷ đau lòng, nhỏ giọng nói. Sao ngươi không dùng người máy nano? Không được, nhan Lục Nguyên thở dài, hắn cũng muốn dùng, có điều lượng công việc hôm nay quá lớn, người khác chuyển 10 cây là xong, thế nhưng đám bọn hắn một ngày phải chuyển hơn 20 cây mỗi người. Ngươi về nghỉ ngơi đi, Tiểu Ngọc Tỷ nói. Còn mấy cây để ta, nha lục nguyên kéo Tiểu Ngọc Tỷ lại, cười nói. Không sao đâu, ta làm được. Chú thương tích này so với anh trai ta thì nhằm nhỏ gì. Hôm nay nhan lục nguyên chợt phát hiện, nguyên lai đau đớn trên người thật sự có thể cản được sự tổn thương trong lòng. Nhan lục nguyên suy nghĩ, nhâm tiểu túc dùng nỗi đau thể xác kìm nén nỗi đau trong lòng vậy nỗi đau trong lòng nhâm tiểu túc to lớn đến mức nào có một nhóm nạn dân đã làm việc sau ngồi một bên chê cười lúc trước họ cảm thấy đoàn người nhan lục nguyên rất hung dữ thế nhưng bây giờ thì sao đối mặt với binh sĩ dương thị chẳng phải mọi người đều phải làm việc ư hơn nữa trong đám nhan lục nguyên còn có người bị thường nhan lục nguyên nhìn tên trung niên cười trên nỗi đau của người khác rồi nói với tiểu ngọc tỷ thật hy vọng ta có năng lực của ca khi đó ta sẽ giết sạch đám người này tiểu ngọc tỷ lau mồ hôi cho nha lục nguyên cười nói trước kia khi ta chán ghét ai đó ta sẽ nguyền rủa hắn chết không được yên thậm chí còn nghĩ tới vô số kiểu chết cho đối phương ví dụ đi đường ngã chết bị sói cắn chết suy nghĩ như thế một lúc là hả giận ngươi có thể thử xem sao nha lục nguyên khó khăn cười nói vậy cũng được để ta thử một chút kết quả vào lúc này nam Tử trung niên đứng dậy chuẩn bị tiểu tiện một chút có điều hắn đi chưa được hai bước thì giẫm phải một khối tuyết ngã chúi nhồi xuống đất. Lại thấy thân thể nam nhân mất cân bằng, cánh tay vô lực quơ quào trong không khí, nếu ngã sấp xuống cũng chẳng sao. Thế nhưng hắn thấy trước mặt có một cục đá nhỏ, một khắc nam tử té xuống vừa vặn trúng cục đá kia. Đầu rơi máu chảy, nha lục nguyên sửng sốt nửa ngày. Trước kia không phải hắn chưa từng nguyền rùa người khác, nhưng nguyền rùa không thành hiện thực, mà lần này hắn làm như lời tiểu ngọc tỷ nói. Thầm nguyền rùa tên trung niên kia trượt ngã đụng đầu vào tảng đá. Kết quả tên trung niên lại bị thế thật, nhưng nha lục nguyên không nguyền dù đối phương chết chỉ một lát nam tử trung niên chậm rãi đứng dậy hùng hổ nói con mẹ nó sao tự nhiên trượt ngã thế này nha lục nguyên không lên tiếng tiếp tục đứng dậy chuyển gỗ tiểu ngọc tỷ cũng ngậm mồm quay về chăm sóc nhâm tiểu túc hai người họ dường như cũng đoán được vấn đề nằm ở đâu tiểu ngọc tỷ đã sớm biết nhan lục nguyên là siêu phàm giả có điều hai anh nhà này chưa từng nhắc tới mà tiểu ngọc tỷ cũng chẳng hỏi qua nhưng mỗi lần nhâm tiểu túc rời đi thật lâu nhan lục nguyên đều sẽ phát sốt điều này khiến tiểu ngọc tỷ cảm thấy có phải quá trùng hợp rồi không mà bây giờ nam tử té ngã này đã chứng thực một ít suy nghĩ của tiểu ngọc tỷ chỉ là nàng không biết ngay cả nhan lục nguyên cũng rất kinh ngạc sao có thể trùng hợp như thế không đúng đây không phải trùng hợp nguyên lai năng lực của hắn không chỉ dùng để hứa nguyện cho nhâm tiểu túc may mắn hắn cũng có thể dùng lời nguyên dù của mình để giết người điều này không liên quan gì tới tố chất thân thể hai vấn đề hoàn toàn khác nhau chỉ bất quá trước kia nhan lục nguyên chưa từng nguyên dù người khác nên không phát hiện mà thôi. Bây giờ, bỗng nhiên nhan lục nguyên ý thức được, năng lực của hắn còn có cách dùng khác. Lúc này, bỗng nhiên nhâm tiểu túc dẫm vào một khối tuyết, đột nhiên mất cân bằng ngã về phía trước. Trong chớp mắt, nhan lục nguyên giật mình nhận ra, hắn nhanh chóng khởi động người máy nano. Mũi chân của nhan lục nguyên phát lực thay đổi hướng ngã, khiến hắn chỉ ngã trong tuyết mà thôi. Nhan lục nguyên có phần ngơ ngắn. Hắn phát hiện thì ra nguyền dù người khác cũng sẽ nhận phải phản vệ. Nếu hắn không có người máy nano nhầm tiểu túc cho, e rằng hiện tại cũng rơi vào kết cục đầu rơi máu chảy. Năng lực này quá quỷ dị, nguyên rùa sẽ đụng phải phản vệ giống như lời nguyền. Có điều khi nhan lục nguyên nhiều xuống chỗ mình chuẩn bị té ngã vào thì phát hiện ở đó không có tảng đá. Trong tích tắc ngã xuống nhan lục nguyên tưởng kết cục của hắn và gã trung niên kia sẽ giống nhau. Hiện tại xem ra phản vệ không phải hoàn trả hoàn toàn nguyên rùa mà sẽ được giảm bớt, khác nhau ở chỗ, nơi nam tử ngã xuống có tảng đá còn nhan lục nguyên thì không. Hệ số nguy hiểm giảm mạnh, tuy nguyên rùa sẽ gặp phản phệ nhưng kết quả có thể tiếp nhận được. Hơn nữa Nhâm tiểu túc đã cho hắn người máy nano. Nhà lục nguyên cảm thấy năng lực chống lại nguy hiểm của mình mạnh hơn hẳn người bình thường. Nhà lục nguyên có thể nguyền rùa một người bị lạc đạn bắn gãy ba cái xương sườn với điều kiện tiên quyết là hắn có người máy nano để cản đạn. Đương nhiên, giết người thì sẽ khó khăn hơn nhưng không phải không được. Khi có người chết ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới là nhan lục nguyên hắn là, ai sẽ tin lời chửi rùa của hắn có thể giết người. Nhan lục nguyên không có khí lực mạnh mẽ như những siêu phẩm giả khác, đây là gông xiềng mà thế giới đeo cho hắn khiến hắn không thể lạm dụng năng lực quá mức nhưng người máy nano mà nhâm tiểu túc chuẩn bị cho hắn chẳng khác nào nghịch thiên cảnh mạnh cả giờ khác này đột nhiên nhan lục nguyên cảm thấy nói không chừng năng lực của hắn thật sự có rất nhiều công dụng chỉ là bây giờ hắn chưa khám phá ra mà thôi buổi tối nhan lục nguyên mệt mỏi quay về bên cạnh nhâm tiểu túc nhâm tiểu túc đã tỉnh lại mệt không nhan lục nguyên cười nói không tới mức đó Nhâm tiểu túc nhìn vết máu thấm ra trên ở phần vai áo nhạm lục nguyên. Hắn nhỏ giọng nói. Ta có ba trang bị bổ sung năng lượng mà Lý Thị chuẩn bị cho chiến binh nano. Không biết có thể sử dụng được bao lâu nữa. Nếu người vác trên vai rất dễ khiến người khác chú ý. Bắt đầu từ ngày mai, sau khi người máy nano hết năng lượng người hãy quay lại đây bổ sung năng lượng rồi đi tiếp. Hẳn có thể dùng được mấy ngày. Đây là thứ mà nhâm tiểu túc nhặt được ở trận đại 313. Khi đó lều vải của đám lâm tê bị hỏa lực oanh kích, chỉ còn ba cái là sử dụng được nhâm tiểu túc khó khăn giơ tay lên hắn đưa hai bình hắc rửa cho tiểu ngọc tỷ bôi vào nơi bị thương vết thương sẽ lành rất nhanh mọi người ngồi quanh đống lửa không ngừng hít khí lạnh trên vai từng người toàn là vết thương vừa đụng liền đau khiến họ không biết nên làm sao mới tốt bây giờ nhâm tiểu túc vừa mới tỉnh lại đã giải quyết xong vấn đề lớn và phức tạp nhất của họ bấy giờ cả bọn đều hy vọng nhâm tiểu túc có thể nhanh khỏi trong đội không có nhâm tiểu túc khó chịu vô cùng nha lục nguyên nhỏ giọng nói với nhâm tiểu túc ca ta mới phát hiện năng lực mới của mình nguyền rùa ước nguyện vào nguyền rùa như một trắng một đen một cái là chúc phúc một cái là tai họa vậy mà hai cái lần lượt đều tập trung lên người nhan lục nguyên nhâm tiểu túc cao mày nói rõ hơn nào nguyền rùa được hình dung cụ thể trong lòng ví dụ nghĩ ra một nhân tố đưa tới một kết quả nào đó tất cả phải hợp logic nhan lục nguyên nói phải có logic rõ ràng mới được nhâm tiểu túc trầm tư vậy ngươi thử một chút nguyền rùa ta ăn khoai tây bị nghẹn nên ho khan vài tiếng nha lục nguyên sửng sốt nhưng chúng ta đâu có khoai tây nhâm tiểu túc nói ngươi thử một chút đi nha lục nguyên nhắm mắt nguyền rùa nhâm tiểu túc kết quả bấy giờ ở bên ngoài có người hô ai đó đào được rất nhiều khoai tây dường như họ tìm được một vườn khoai tây này nha lục nguyên chấn kinh nhìn nhâm tiểu túc như vậy cũng được thất thần cái gì mau đi đào khoai tây đi nhâm tiểu túc thúc giục ban đêm nạn dân đều vây quanh đống lửa nướng khoai tây mùi thơm của khoai tây nướng không ngừng lan tỏa ra ngoài không khí binh sĩ dương thị nhìn một màn này thì kinh ngạc nói số đám người này cũng tốt thật tự nhiên đâu ra lại tìm được một mảnh đất đầy khoai tây chỉ có nhan lục nguyên và nhâm tiểu túc là biết thật ra việc này là nhờ nhan lục nguyên dùng năng lực nguyền rủa của hắn mà thành về phần nguyên lý thế nào thì hai người họ không biết năng lực có thể hiện thực hóa được tỷ như nhâm tiểu túc có thể thấy được cung điện của mình thậm chí còn lấy được hạt giống hắc dược hắc đao và lá bìa bên từ trong đó nữa hứa hiển sở cũng như thế hắn có thể triệu hồi ảnh tử ngay cả năng lực của lạc hinh vũ cũng là mở ra ám ảnh chim môn chỉ có năng lực của nhan lục nguyên là không sờ nắn được nếu không phải nhiều lần ứng nghiệm thậm chí họ còn chẳng phát hiện rốt cuộc năng lực của nhan lục nguyên là gì hơn nữa năng lực của nhan lục nguyên còn chẳng thể tự dùng cho chính hắn điều này kỳ quá vô cùng cho nên thể lực của nhan lục nguyên chỉ tăng lên một tí thậm chí những phương diện khác cũng chẳng tốt lắm mà bây giờ nhâm tiểu túc nhờ vào nguyền rùa chớ chú mà tìm được một mảnh đất đầy khoai giúp mọi người giải quyết vấn đề lương thực hai ngày nay ngay cả đám tiểu ngọc tỷ cũng chỉ ăn được một tí đồ ăn vì lương thực của họ không còn bao nhiêu nữa chỉ có thể ăn uống tiết kiệm thôi kết quả nhâm tiểu túc vừa tỉnh lại mọi người liền có đồ ăn ngược lại số lượng còn rất nhiều nữa nhan lục nguyên vừa đút khoai tây cho nhâm tiểu túc vừa nói Cà người nhanh khỏe lên lúc không có người chúng ta tay chân đều đúng cuống nhâm tiểu túc quan sát tình huống lành lại của xương xong ý ngợi một chút rồi nói cần 20 đến 30 ngày nữa mới được người bình thường phải mất ít nhất 90 ngày thì xương cốt mới xem như lành hạn. còn tố chất thân thể nhâm tiểu túc lại gấp ba người bình thường nên năng lực khôi phục của hắn cũng nhanh gấp ba Nhan lục nguyên nhẹ nhàng thở ra chỉ cần ẩn nhẫn lại nạn dân doanh này 20 ngày là họ có thể rời đi rồi lúc này nhan lục nguyên nói ca xem ra dương thị chẳng khác mấy tập đoàn kia là bao binh sĩ của họ cũng xem mạng người như cỏ rác cư dân hàng rào dương thị so với lý thị chắc cũng như nhau thôi ở đâu cũng có người tốt và kẻ xấu nhâm tiểu túc thở dài người nhìn đám dân chạy nạn này mà xem có rất nhiều người không có địch ý với chúng ta chỉ thành thật nhẫn nhục chịu đựng mà thôi nhưng chính ngươi cũng có thích ở trong hàng rào đâu nha lục nguyên thẩm nói kỳ thật thứ ngươi không thích cũng không phải người trong hàng rào nhâm tiểu túc bình tĩnh nói thứ ngươi không thích thật ra là quy tắc của hàng rào mà thôi tập đoàn nhốt mọi người vào một cái lồng sau đó dùng quy tắc của họ ước thúc hết thảy ngươi lại hướng tới tự do đương nhiên không thích quy tắc này nhan lục nguyên thấp giọng ồ một tiếng nhâm tiểu túc cười nói ta cũng không thích hai mắt nhan lục nguyên sáng lên đợi thương thế của ngươi khỏi chúng ta đừng tới dương thị được không hiện tại hướng bắc đi tới dương thị đã thông có điều họ không có thân phận thích hợp để đi tới đó chẳng lẽ lại nói với quân đội dương thị họ là đầu lĩnh gián điệp khánh thị muốn tới dương thị tham quan một chút như vậy cũng đâu có được nhâm tiểu túc im lặng một chút Chờ thương thế ta tốt hơn lại nói tiếp lúc này nhâm tiểu túc ăn một ngụ khoai tây bỗng nhiên một hồi gió lạnh thổi vào miệng khiến nhâm tiểu túc bị sạc một khối khoai tây nghẹn ở cổ hắn nửa ngày mới nuốt xuống nhâm tiểu túc vui vẻ đây là do năng lực chớ chú của ngươi phải không nhan lục nguyên cắn một khối khoai tây hắn cũng hơi bị nghẹn có điều uống một ngụm nước gà xong bất kể phản vệ của hứa nguyện hay chớ chú cũng sẽ nhẹ đi một chút đây là một loại ưu đãi đặc thù dành cho người thi thuật nhưng nếu ảnh hưởng tới tính mạng thì vẫn phải thận trọng vì phản vệ khi ấy không dễ khống chế nhưng bất luận thế nào đi nữa nhâm tiểu túc đều cực kỳ vui vì năng lực của hắn và nhan lục nguyên ngày càng mạnh đường đi về sau của họ cũng bằng phẳng hơn buổi tối nhan lục nguyên một mực thí nghiệm năng lực của mình bên cạnh đống lửa trong doanh địa thỉnh thoảng sẽ có người kinh hô hoặc trượt chân bản thân nhan lục nguyên cũng gặp không ít phản vệ chớ chú đã hiệu nghiệm giúp họ tìm được thức ăn hơn nữa có một ít phản vệ từ chớ chú không quá mức chịu đựng, vì thế cũng chẳng đáng sợ quá dần già nhan lục nguyên bắt đầu quen thuộc với năng lực mới của mình hắn canh giữ bên cạnh nhâm tiểu túc nói hôm nay mọi người đã hoàn thành công việc của người bị thương rất vất vả đấy Ta cảm thấy hiện tại tín nhiệm với mọi người trong đoàn cũng nhiều hơn một ít. Ừ, nhâm tiểu túc nhẹ giọng đáp, lại như nhớ ra gì đó, nha lục nguyên bỗng cảm thấy nhâm tiểu túc vẫn còn đau lòng. Chỉ là sự đau đớn đó bị giấu thật sâu trong lòng nhâm tiểu túc mà thôi, lúc này nhâm tiểu túc gọi vài học sinh khác tới hỏi. Các người đã luyện tập thể lực một ngày rồi, đối với việc điều khiển người máy nano có tiến triển gì không? Mấy đệ tử nghe xong có chút sửng sốt, họ thử điều khiển người máy nano. Vương Vũ Trì nói, dường như nhanh hơn một chút chút. Có điều rất nhỏ và khó cảm thụ, nếu không thử nhiều lần sẽ chẳng phát hiện được, nhâm tiểu túc cười nói. Chỉ mới một ngày thôi, tiến triển cần được tích lũy theo năm tháng. Lúc trước Hồ Thuyết từng nói, kỳ thật quân đội chính quy lý thị có rất nhiều người tỷ lệ đồng bộ trên 80%, trong khi những người khác thì tỷ lệ này thấp hơn một chút. Điều này khiến nhâm tiểu túc ý thức được khả năng cao tỷ lệ này có thể thay đổi. Bằng không sao trong một quần thể lại có biểu hiện đặc thù này cho nên quân chính quy và người bình thường khác nhau ở đâu quân chính quy được huấn luyện theo hệ thống không riêng gì huấn luyện quân sự còn có huấn luyện thể năng chạy việt xã kéo theo cái bánh xe là chuyên thường ngày ở huyện tuy hai năm nay phong cách hàng xử của quân đội lý thị không ổn nhưng việc huấn luyện thì chưa từng dừng lại phong cách hành sự không ổn là vì tốc độ khuếch trương của quân đội lý thị quá nhanh nhiều người chưa được huấn luyện chính quy nên sĩ khí bị suy giảm cho nên nhâm tiểu túc cảm thấy nói không chừng tỷ lệ đồng bộ có quan hệ với việc huấn luyện thể năng này chăng đương nhiên cũng có khả năng quan hệ tới ý chí con người ví dụ như trong huấn luyện cường độ huấn luyện càng cao thì càng cần ý sức mạnh ý chí to lớn trèo chống bằng không căn bản không thành cho nên khi trải qua huấn luyện ý chí quân chính quy ngày càng kiên định cuối cùng ảnh hưởng tới tỷ lệ đồng bộ của họ cao hay thấp bất kể thể năng hay ý chí nhâm tiểu túc cảm thấy những học sinh này ăn khổ giết sẽ khiến tỷ lệ đồng bộ tăng cao bao gồm của lý thanh chính vương đại long vương phú quý cũng vậy nhâm tiểu túc chợt nhớ tới dương tiểu cận đã nói với hắn khi thiên tai phủ xuống trái đất, ý chí con người là vũ khí đệ nhất đối đầu với nguy hiểm. Điều khiển người máy nano bị chậm là chuyện khiến người khác thực sự đau đầu. Đôi khi rõ ràng đầu óc và mắt là cùng một chỗ nhưng người máy nano lại phản ứng chậm hơn vài giây. Này chẳng khác gì họ không điều khiển được tay chân của mình, khiến đám vương vũ trí cảm thấy như mình bị khờ vậy. Hơn nữa nếu họ có thể khống chế người máy nano thật tốt, nói không chừng bây giờ sẽ giúp được mọi người thay vì bất lực nhìn. Cho nên khi Nhâm Tiểu Túc báo họ biết rèn luyện cơ thể có thể nâng cao tỷ lệ đồng bộ thì ngay cả mấy học sinh bị thương cũng bắt đầu chủ động làm việc tỉ như chân bị thương thì rèn luyện tay tay bị thương thì rèn luyện bụng một người muốn thành công sẽ có muôn vàn biện pháp thật ra áp lực của nhan lục nguyên rất lớn dù có vương phú quý và lý thanh chính hỗ trợ nhưng những người khác chỉ là người bình thường muốn chia sẻ cho hắn cũng hữu hạn mà bây giờ sau khi nghe biện pháp của nhâm tiểu túc xong mọi người đều nghĩ cách đột phá cực hạn của bản thân cũng hy vọng sau này có thể giúp đỡ cho đoàn đội của mình Đường ngũ này của họ cũng coi như trải qua sóng to gió lớn, sau khi sàng lọc đất cát thì còn lại chính là vàng. Mỗi người đều biết muốn sống trên đất chết là chuyện khó khăn cỡ nào, chỉ là trong mắt người ngoài, những người này chẳng khác nào vừa uống máu gà nên hung hăng dễ sợ. Nhâm tiểu túc chờ đợi cơ hội, một trong số đó là đàn sói tới đây. Kết quả qua vài ngày, mắt thấy nạn dân doanh đã xây xong mà bóng dáng đàn sói vẫn chưa thấy đâu. Lúc này, bỗng dưng nhâm tiểu túc trượt buồn tình. Chỉ sợ đàn sói đã tới mùa sinh sản. Lúc còn ở trạm gác có rất nhiều sói cái mang thai, Thời gian hoài thai của sói là 63 ngày, tính toán cũng không sai lệch lắm. Cho nên, đối với đàn sói mà nói, chuyện chúng cần làm nhất là tìm chỗ trốn, chở số lượng cá thể nhiều hơn rồi nuôi dưỡng đám sói con thành lực lượng mới của đàn sói. Lúc này, đàn sói không thể tùy ý hoạt động. Thậm chí lang vương đã sớm dự trữ xong đồ ăn, tránh phải ra ngoài săn bán làm gì. Thật đáng tiếc, nếu đàn sói ở đây, hai chi quân tăng cường của Dương Thị chẳng là gì, đã vậy chỉ có thể chờ nhâm tiểu túc khỏi thôi. Nạn dân doanh gần hàng rào đã được dựng xong, cao chừng 2 mét. Bốn phía có bốn tòa tháp cao để quan sát xung quanh, thậm chí còn có đèn pha nữa. Binh sĩ Dương Thị tuần tra bốn phía, gần đó còn có người thay phiên canh gác, trên vai vác súng, đạn lên nòng để phòng ngừa đám nạn dân chạy trốn, cũng nhằm giám sát nạn dân. Binh sĩ chỉ phụ trách chỉ đạo nạn dân xây dựng mà thôi, binh sĩ thay phiên canh gác, người chưa tới lượt sẽ vào doanh trướng chơi đánh bài. Nhưng khi tới ca trực ban họ sẽ không qua loa, căn bản không để bất luận kẻ nào có cơ hội chạy thoát. Nếu đám nhâm tiểu túc muốn đi, đầu tiên họ phải cân nhắc việc đội phá hai chi quân tăng cường này. Bấy giờ, vương phú quý thừa dịp buổi tối nghỉ ngơi mà chạy đi lôi kéo quan hệ với đám binh sĩ, tặng quà làm quen các kiểu, đồ vật tặng đi cũng khá nhiều, đa phần đều là đồng hồ, trang sức, rất phù hợp với hình tượng nạn dân. Thời điểm binh sĩ tăng cường đánh bài, hắn còn bưng trà rót nước rất thành ý. Thế nhưng đám binh sĩ kia vẫn hò hét với vương phú quý, thậm chí còn cao giọng nhục mạ, lão vương tức muốn chết nhưng vẫn phải tươi cười chào đón. Lúc ăn, binh sĩ dương thị thậm chí còn chẳng thèm đi lấy mà xem vương phú quý như chân sai vật cơm nước xong xuôi lại để vương phú quý rửa chén dọn dẹp hèn mọn như bồi đất buổi tối lúc đám binh sĩ đánh bài vương phú quý bưng mấy chén nước ấm qua kết quả một binh sĩ không biết trực tiếp cầm lên uống khiến bản thân bị phòng nhẹ hắn tức giận xô ngã vương phú quý không biết đường nhắc nhở ta nước quá nóng hả vương phú quý tùy ý phủi phủi nước vẩy lên người nhanh chóng đứng lên cười nói lỗi của ta ta sai rồi để ta đi lấy cho ngài chén nước khác nhé dần dà vương phú quý bỗng nhiên có quyền phát ngôn trong đám nạn dân binh sĩ tăng cường phàm có chuyện gì liên quan tới nạn dân doanh đều để vương phú quý đi làm thời điểm nạn dân doanh đầu tiên được xây xong vương phú quý đã an bài đám nhâm tiểu túc vào ở binh sĩ tăng cường thấy vậy cũng chẳng nói gì đây cũng xem như thành quả thời gian chịu khổ vừa qua của vương phú quý tuy căn phòng có phần siêu vẹo nhưng mùa đông có nơi chắn gió cũng không phải việc đơn giản nơi này của họ nhiều thương binh như vậy chắc chắn phải nghĩ cách mới được vào ở, đợi đám binh sĩ tăng cường không ở đó, đám nạn dân khác hùng hồ nói. Hầu hạ người của Dương Thị thích quá nhỉ, bằng vào cái gì các người đều vào phòng ở, gian phòng này là mọi người chúng ta cùng nhau xây xong đấy, bấy giờ, nhan lục nguyên trong phòng lao tới đạp vào tên vừa lên tiếng. Một cái đạp này khiến người nọ mặt đỏ như tôm luộc, chỉ có thể ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, nhan lục nguyên có người máy nano, thể lực người bình thường không thể chống cự. Chỉ thấy nhan lục nguyên cầm dao găm trong tay, lạnh lùng nhìn xung quanh dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể giết người tiểu ngọc tỷ đứng trước cửa doanh trại chỉ vào mũi đám người mắng to để ta nghe ai dám nói xấu sau lưng lão vương thì đừng trách chúng ta không khách khí đến một giết một đến mười giết mười tới lúc này đám nạn dân mới nhớ ra đám nhan lục nguyên giết người không chớp mắt buổi tối lúc nghỉ ngơi nhâm tiểu túc nói với vương phú quý lão vương ngươi không cần làm vậy dù chúng ta ngủ ở đất hoang cũng chẳng sao người không cần hy sinh cho chúng ta. Về việc này, nhâm tiểu túc đã nói với vương phú quý mấy ngày. Thế nhưng chẳng ai ngăn được vương phú quý cả. Buổi tối, tuy vương phú quý đồng ý nhưng ban ngày vẫn ra vẻ đáng thương bưng trà rót nước cho đám dương thị. Nhâm tiểu túc cảm nhận được nội tâm thống khổ của vương phú quý nhưng vương phú quý vẫn không nói gì cho hắn. Lúc này, vương phú quý vui cười hớn hở nói. Không sao đâu, đây là chuyện ta am hiểu nhất mà. Nhâm tiểu túc thở dài. Không phải am hiểu hay không, tuy chúng ta ở cùng một chỗ chịu khổ nhưng không cần ai phải hy sinh tôn nghiêm của mình vương phú quý bình tĩnh nói vì chạy nạn mà các người bị thương thành thế này lúc trước khi thoát đi rất nhiều học sinh muốn cầm lựu đạn liều mạng với đám vật thí nghiệm ta là người ham sống ta còn phải chăm sóc đại long nên không chết được cho nên việc ta có thể làm là gì trong đội ngũ chỉ có ta là thích hợp là chuyện này nhất cho nên tiểu túc à ngươi đừng băn khoăn làm gì đây là chuyện ta nên làm việc các người có thể làm ta không làm được nhưng việc các người không thể làm thì cứ để ta mọi người trong phòng im lặng không lên tiếng bỗng nhiên một khái niệm mới nảy sinh trong lòng họ mọi người cảm giác được như đang trong một gia đình vậy sống thì vẫn phải sống buổi sáng đám nhan lục nguyên mệt mỏi khiêng gỗ quay về phòng lúc này cả đám đều cạn kiệt sức lực và học sinh sau khi đi làm về chuyện điều tiên làm là kiểm tra khả năng điều khiển người máy nano của mình không thể không nói quả thật rèn luyện có thể nâng cao tỷ lệ đồng bộ một hai ngày không nhìn ra cái gì nhưng một tuần thì có thể thấy được khác biệt rõ rệt hơn nữa chỉ một tuần thân thể của họ đã sán chấp hơn nhiều. Nha Lục Nguyên nằm trong phòng nói. Ca, tuy rèn luyện thân thể có thể đề cao khả năng điều khiển người máy nano nhưng công việc quá nhiều, vạn nhất mệt mỏi quá cũng không nên. Người nghĩ cách đi. Hôm qua khoai tây trong doanh địa đã ăn hết rồi. Lương thực Dương Thị cung cấp cho nạn dân doanh rất ít, vạn nhất không còn lương thực thì rất nguy hiểm. Đồ ăn của nạn dân doanh là do Dương Thị cung cấp thế nhưng dương thị có lòng tốt thật à mỗi ngày nếu một ít cháo cho họ đã tốt lắm rồi may mà họ có khoai tây ăn bằng không bây giờ đa số nạn dân đều chết đói sạch nhưng bây giờ khoai tây đã hết phải biết nạn dân nơi này có hơn ngàn người một mảnh đất khoai tây chỉ ăn được chừng hai ngày là tốt lắm rồi rất nhiều nạn dân đã bắt đầu nhịn đói từ hôm qua nhâm tiểu túc suy nghĩ ngày mai tới công trường ngươi hãy nguyền rủa lý thanh chính bị sóc bị trúng đầu nha lục nguyên sửng sốt ca ý ngươi là sao sau đó ngươi đi theo con sóc kia, tìm ổ của nó rồi lấy đồ ăn. Đoán chừng ngần ấy thức ăn cũng đủ để chúng ta ăn vài ngày, nhâm tiểu túc kiên nhẫn hướng dẫn nhan lục nguyên cách làm. Nhớ kỹ, chớ chú của ngươi sẽ phản vệ, cho nên chỉ có thể tìm hai con sóc, đào hai cái ổ là được. Hôm sau, nhan lục nguyên bán tín bán nghi đi tới công trường. Kết quả nhan lục nguyên chỉ vừa nguyên rửa một lần mà trong hai tiếng sau Lý Thanh Chính đã bị hai con sóc ị vào đầu, một con tính ị lên đầu nhan lục nguyên nhưng bị hắn né kịp. Lý Thanh Chính nhìn trời trời ẩm lên. Nhà Lục Nguyên thì thúc đẩy người máy nano nhanh chóng đuổi theo, tìm được hai ổ sóc thì mấy ngày sau trôi qua sẽ tốt hơn. Phải biết sóc trượt đồ ăn vào mùa đông rất nhiều, hiện giờ động thực vật nơi hoang dã đều không ngừng tiến hóa. Quà tặng từ thiên nhiên cũng vượt xa tưởng tượng của con người. Vận khí tốt cũng có thể kiếm được hạt đậu to chừng hai ngón tay người trưởng thành. Nhà Lục Nguyên vốn muốn bắt luôn cả sóc nhưng đáng tiếc hắn không có kinh nghiệm nên để sóc trốn thoát. Nhà Lục Nguyên cầm áo khoác bọc một lượng lớn quả vỏ cứng quay lại công trường một nữ nhân tiến tới. Tiểu soái ca, có thể cho ta chút thức ăn không, để ta ăn một ít rồi người muốn làm gì thì làm. Trong lúc nói chuyện, thân thể nữ nhân cũng cạ vào người nhan lục nguyên nhưng bị hắn tránh né. Nhan lục nguyên lạnh giọng hỏi. Làm gì cũng được, à nở nụ cười. Đương nhiên. Được rồi, nhan lục nguyên nói. Đi khiêng gỗ cho ta đi, khiêng tới nơi chú quân thì đăng ký dưới tên vùng vũ trí đăng ký xong lại tới chỗ của ta lãnh đồ ăn. Lúc này nhan lục nguyên lớn tiếng nói: ai giúp ta khiêng một cây gỗ có thể nhận được năm hạt đậu lớn từ ta, số lượng có hạn, tới trước lấy trước. Đây là cách nhâm tiểu túc nghĩ cho họ. Nếu lượng công việc quá lớn thì để người khác tới làm thôi. Lúc này nạn dân có thể vì miếng ăn mà làm bất kỳ điều gì trên đất chết này, có đồ ăn muốn làm gì cũng được. Bất quá nhâm tiểu túc cũng nói rõ, hắn chỉ có cách giúp mọi người giảm bớt gánh nặng chứ không cho họ lười biếng nói không chừng tương lai mọi người sẽ cần dùng người máy nano. Hiện tại đề cao khả năng điều khiển là chuyện rất quan trọng, nhan lục nguyên nghiêm khắc thi hành quyết định của nhâm tiểu túc. Tiểu Ngọc Tỷ ở bên cạnh cười nói. Vẫn là hai anh em các người có cách, sau khi nhâm tiểu túc tỉnh lại, cuộc sống mọi người tốt hơn nhiều. Đại khái đây là ý nghĩa của cách gọi nhất gia chi chủ. Trong khoảng thời gian nhâm tiểu túc hôn me, e nhan lục nguyên đã gánh vác gian khó mấy ngày đó, có áp lực mới có phát triển. Có người tính lừa gạt đồ ăn của nhan lục nguyên, Thế nhưng quỷ tinh linh như nhan lục nguyên sao có thể bị đám người này hồ ngôn loạn ngữ mê hoặc, có người muốn cấp đoạt đồ ăn. Thế nhưng sau đó đám người này phát hiện, tuy nhan lục nguyên nhỏ tuổi hơn nhưng ra tay rất nặng, không ai đánh lại hắn, phàm là người tới đoạt đồ đều bị đánh nằm dưới đất nửa ngày không dậy nổi. Hẳn những nạn dân này phải cảm tạ binh sĩ Dương Thị, nếu không có họ đứng kế bên xem thì e rằng đám nạn dân đã bị đánh chết rồi. Mỗi tối nhan lục nguyên sẽ quay về nghe nhâm tiểu túc chỉ dạy, hôm sau lại dựa vào đó mà dùng chớ chú giúp đỡ mọi người nhâm tiểu túc kiên nhẫn giải thích người dùng chớ chúng nguyện xử lý thanh chính đi đường bị vấp củ cá trắng người dùng chớ chúng nguyện xử lý thanh chính bị táo rừng dụng đập vào đầu người dùng chớ chúng nguyện xử lý thanh chính dù sao từ lúc nhâm tiểu túc tỉnh lại mọi người cũng không thiếu ăn rất nhiều việc khó khăn đều được giải quyết mỗi ngày mọi người chỉ cần nghĩ cách làm sao để trường thân tráng kiện mà thôi không cần liều mạng làm việc như trước bất quá đám nữ sinh còn đỡ nhưng đám nam sinh thì không ngừng rèn luyện Họ cảm thấy chỉ khi bản thân bị nghiền ép mới một mức nào đó thì tinh thần và ý chí mới tăng trưởng. Nạn dân doanh rất nhanh là được xây xong, đã có hơn 10 gian phòng hoàn thành. Trong quá trình này, nạn dân cũng bắt đầu kéo bè kết phái. Trung quy hơn 10 phòng vẫn không đủ cho người ở, có rất nhiều người vẫn chưa có chỗ ở. Đám nhâm tiểu túc giành căn phòng đầu tiên như mở ra một tiền lệ. Những căn phòng sau ai hung ác hơn, nắm đấm ai to hơn thì được vào ở trước. Binh sĩ Dương Thị chỉ đứng bên xem khi hai bên muốn đánh nhau họ còn lẫn vào đám người quan sát đánh cược xem bên nào thắng trong nhất thời binh sĩ dương thị như tìm được niềm vui mới chung quy nạn dân nội đấu sẽ không dâng lên tâm tư làm loạn binh sĩ dương thị cảm thấy như thế rất tốt nha lục nguyên nói với nhâm tiểu túc hiện tại nạn dân chia thành mấy nhóm một nhóm là lưu dân họ tương đối hung ác nên nhanh chân hơn so sánh thì những nhóm khác đều sợ họ một nhóm khác là quan viên trong hàng rào lúc trước rất nhiều nạn dân cảm thấy theo họ thì ngày nào đó lý thị tới họ sẽ có công cuối cùng là một đám nạn dân bình thường trung thực giúp đỡ nhau nhâm tiểu túc nghĩ ngợi không cần khách khí với họ có điều nếu được cũng không cần chủ động khi dễ người khác nhan lục nguyên nhỏ giọng nói thầm đều là người trong hàng rào có gì mà không được khi dễ được rồi được rồi ta nhớ rồi phải nói năng lực chớ chú của nhan lục nguyên khiến nhâm tiểu túc như phát hiện một cái máy tạo thức ăn Đôi khi nhan lục nguyên sử dụng chớ chúng nguyền rồi những nạn dân khác cũng theo bản năng sắp xếp để thu thập lượng thực, dưới tình huống mọi người không hiểu gì, bỗng nhiên Lý Thanh Chính trở thành người có phúc tướng trong mắt đám nạn dân, về năng lực của nhan lục nguyên, nhâm tiểu túc quyết định che giấu. Tuy năng lực khá đặc biệt nhưng bù lại thể lực của nhan lục nguyên cũng không tốt, mà Lý Thanh Chính cũng buồn bực, chẳng lẽ hắn thật sự có phúc tướng trong truyền thuyết, bằng không sao hắn gặp xui xẻo thì sau đó đều kiếm ra được đồ ăn, theo lẽ thường mà nói, nếu siêu phàm giả có năng lực chớ chú khẳng định sẽ dùng vào chuyện đánh nhau ngay cả nhan lục nguyên cũng nghĩ thế đây mới là logic của người bình thường có điều nhan lục nguyên đã đánh giá thấp đường đi trong trong nhầm tiểu túc buổi tối thời điểm kết thúc công việc quay về phòng bỗng có thủ lĩnh của đám lưu dân tới tìm nhan lục nguyên năng lực tìm kiếm thức ăn của ngươi rất mạnh có muốn gia nhập với chúng ta không lúc ấy nhan lục nguyên không vui đáp ngươi mới mạnh à rõ ràng năng lực chớ chú của hắn rất đáng sợ sao bây giờ lại biến thành kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã rồi thủ lĩnh lưu dân nghẹn họng nhìn nếu là người trong hàng rào sẽ tránh đám nhan lục nguyên như tránh tả vậy thế nhưng lưu dân thì khác cả đời họ đều phải tranh giành người sống ta chết cho nên khi thấy nhan lục nguyên chẳng khác nào thấy đồng loại cả không sợ hãi như những người kia phải biết lúc thủ lĩnh lưu dân khi còn ở thị trấn hắn nổi tiếng là một người hung ác thủ lĩnh lưu dân cười nói ta là tàu quân bằng ngươi có thể gọi ta là tàu ca sống trong thế giới này phải sống tập thể chỗ các người có nhiều nữ hài như thế, lại còn có thêm thương binh, chịu đựng được bao lâu chứ, cũng không thể dựa vào một mình ngươi gánh vác tất cả. Lúc này, trong mắt người ngoài, toàn bộ đội ngũ của nhâm tiểu túc đều nghe lời nhan lục nguyên. Vì những chuyện hung ác đều do thằng bé ra mặt giải quyết, nhưng nhan lục nguyên cười lạnh đáp. Tào ca, ngươi cũng xứng, trên đời này chỉ có một người xứng đáng là ca của ta, tào quân bằng bình tĩnh nói. Ngươi nói người ca ca tàn phế kia của ngươi, trước kia hẳn hắn rất lợi hại, có điều ta nghe bác sĩ nói xương trên người hắn đã nát vụn, ngươi còn chống cậy hắn có thể hồi phục, dù đứng lên được cũng chẳng thể sống bình thường như trước, như vậy khác gì phế vật. Đi theo ta, thế giới này không thể hành động theo cảm tính, bằng không ngươi sẽ bị hắn liên lụy." Đột nhiên Tào Quân bằng lùi về sau năm sáu bước, vì hắn thấy Nhan Lục Nguyên đã rút chỉ thủ từ trong ống tay áo ra, Nhan Lục Nguyên bình tĩnh nói: "Tên cháu trai không biết phân biệt lớn nhỏ này, lớn lên không phải người tốt lành gì cũng thôi đi." đùa nghịch uy phong trong đám lưu dân còn tạm chấp ngươi thế nhưng ngươi cho rằng ngươi là ông lớn à đời này nhan lục nguyên hết nhất là nghe người khác nói xấu nhâm tiểu túc trong lòng hắn đã phán tử hình như tàu quân bằng nhâm tiểu túc nằm trong phòng nhất định nghe được những gì tàu quân bằng nói nãy gì nhan lục nguyên làm sao cho phép người khác làm ảnh hưởng tới nhâm tiểu túc hiện giờ người ngoài chỉ biết nhâm tiểu túc là anh trai nhan lục nguyên này cũng là do bác sĩ xem bệnh hồi trước không biết giữ mồm miệng vì thế tất cả đều tự hiểu trong lòng tám chín phần mười nhâm tiểu túc đã là người tàn phế chỉ có người trong đội ngũ của họ mới biết ai thật sự là chủ hay nhâm tiểu túc có phải người tàn phế không tất nhiên là không rồi thế nhưng đột nhiên tiếng nhâm tiểu túc vang lên từ trong phòng lục nguyên sao ngươi có thể nói chuyện với người khác như thế mau xin lỗi bấy giờ nha lục nguyên lại cười tùm tìm nói với tào quân bằng thật xin lỗi ta không nói ngươi không giống người tốt người rất tốt kết quả vừa nói xong tiếng nhâm tiểu túc lại vang lên ta kêu người xin lỗi chứ không kêu người nói láo. À, nhan lục nguyên lên tiếng. Hiểu sai ý rồi, tảo quân bằng cười lạnh. Các người mới bao nhiêu tuổi đầu, thực cho rằng chúng ta không dám động tới các người, tuổi còn nhỏ không biết tốt xấu. Ngày mai ngươi tới công trường để xem ngươi chết rồi thì anh trai ngươi thế nào. Còn có đám nữ nhân bên người ngươi nữa, e rằng chúng sống không bằng chết. Tuy doanh địa không cấm đánh nhau nhưng cấm giết người, nếu giết người sẽ bị mọi người đánh hội đồng và số lượng công việc tăng gấp đôi, thế nhưng ở công trường thì không ai quản cả, thấy nhan lục nguyên quay về phòng, nhâm tiểu túc lên tiếng. Đừng lo, để ta giải quyết, nhan lục nguyên có chút sửng sốt. Hắn biết lời uy hiếp của đối phương đã động tới điểm mấu chốt của nhâm tiểu túc. Đổi lại là ngày xưa chỉ sợ tào quân bằng đã sớm chết thảm rồi, có điều nhâm tiểu túc sẽ dùng cách gì để giải quyết đây? Nhâm tiểu túc hoạt động chân tay một chút, chưa tới 10 ngày nhưng xương cốt đã khép lại, Tuy không thể vận động kỳ liệt nhưng dưới sự hỗ trợ của người máy nano vẫn miễn cưỡng xuống đất đi bộ được. Nhâm tiểu túc nói. Để ta tạo ra một ít hỗn loạn. Buổi tối chúng ta thừa cơ rời đi nơi nào. Lục Nguyên, người chú ý tình huống bên ngoài, hai mắt nhan Lục Nguyên sáng lên. Tốt, nửa đêm, đám tảo quân bằng đang mua đồ làm chuyện bí mật gì đó. Mất lưu dân ngồi thành một vòng trong chơi bài. Bài tú lơ khơ này là được binh sĩ thương cho họ. Cả bộ bài rách dưới chịu không nổi, nhìn qua là biết bị đám binh sĩ dùng đã lâu nên vứt bỏ, nhưng đối với lưu dân mà nói, có bài tú lơ khơ dùng đã là không tệ rồi, muốn ở trong nạn dân doanh kết bè kéo phái, điều đầu tiên là phải có mối quan hệ tốt với Dương Thị. Bằng không thì chính là tụ họp nháo sự. Mấy hôm trước tàu quân bằng bắt được hai con gà rừng đã gửi cho binh sĩ tăng cường. Lúc này binh sĩ mới ngầm đồng ý cho họ kéo bè kết phái. Đó cũng là hôm đám tàu quân bằng được thưởng bài tú lơ khơ như một loại ban ân. Tàu quân bằng nói. Ngày mai tới công trường, thừa dịp binh sĩ không chú ý thì lôi tên tiểu tử kia và rừng giết đi nhớ kỹ cho miệng lại đừng để hắn cầu cứu vương phú quý có quan hệ rất tốt với đám binh sĩ đừng để lại phiền toái gì vương phú quý cũng chỉ là tên bưng trà rót nước cho đám binh sĩ thôi có gì đáng sợ đâu một người đàn ông tùy tiện nói con ba vừa nói con ba xong thì những thủ hạ khác vây lại nhìn hóng chuyện cả phòng tràn ngập mùi hơi chân của đàn ông con bốn tào quân bằng rút một lá bài đập lên mặt bàn kết quả lúc này bỗng nhiên một bàn tay vươn ra ném một con ba lên bàn tào quân bằng mấy giờ liền mắng lão tử đánh con bốn người đánh con ba là sao người có biết đánh bài không vậy hơn nữa đã đánh một con ba rồi sao bây giờ lại có bốn con ba người chơi bẩn hả Ồ, không đúng a à? bài này đâu phải trong bộ bài một người nói tào quân bằng nhìn bốn phía ai đánh bốn con ba này nhưng vào lúc này bốn con ba trên bàn bỗng nhiên phát sáng, nhiệt độ phát ra ngày càng cao, một tiếng ầm vang lên, nóc nhà bị thổi tung bay. Người bên trong chẳng khác nào mấy con gà hầm, chẳng ai kịp bỏ chạy, nhâm tiểu túc nghe âm thanh bên ngoài rồi nói với đám vương phú quý. Chuẩn bị khởi hành, dựa theo suy nghĩ của nhâm tiểu túc, hắn sẽ chế tạo một ít hỗn loạn trong đám lưu dân rồi thừa cơ chạy trốn, trung quy, nơi này không nên ở lâu. Nhâm tiểu túc đã sớm lên kế hoạch, hắn có thể xuống đất đi lại là rời đi ngay, bây giờ không còn cách nào khác để đi phương Bắc. Vì họ không có thân phận mà phương Bắc toàn là binh sĩ dương thị, họ sẽ gây khó dễ cho đám nhâm tiểu túc, đi về phía đông không được, và thí nghiệm ở bên đó, đi về phía nam càng không, đấy là chiến trường chính của ba tập đoàn. Dương thị và Khánh thị đã đột phá tuyển đầu, sẽ lập tức liên thủ tiến đánh hướng nam, đánh cho Lý thị rất đầu mẻ chán, như vậy hiện giờ chỉ có thể đi về phía tây. Phía tây là mấy trăm km sơn mạch, nghe nói có rất ít người có thể đi qua đó và cũng rất ít người biết trong đó có gì thế nhưng đám nhâm tiểu túc chỉ có thể đi về hướng đó mà thôi. Ít nhất họ có thể sử dụng bụi gai màu đỏ để trụ vài nam trong rừng, nhưng khi tiếng nổ vang lên, binh sĩ Dương Thị tới quá nhanh. Hai chi đội đã sớm chuẩn bị cho những trường hợp cần cấp đã lâu. Đèn pha bốn phía trước mắt chiếu nạn dân doanh sáng như ban ngày. Hơn nữa, binh sĩ trinh sát bốn phía lập tức lên đạn dưới nghiêm, nhâm tiểu túc đứng ở trước cửa nhíu mày. Binh sĩ Dương Thị được rèn luyện tốt hơn hắn tưởng, khó trách khi chiến đấu chính diện lại có thể thắng Lý Thị xem ra vì trận chiến này dương thị đã chuẩn bị rất lâu rồi lúc này quan quân dương thị đi tới nơi bị nổ nhâm tiểu túc lẳng lặng quan sát xung quanh những nạn dân khác tránh xa không dám tới gần nguyên bản doanh địa đang bình yên là thế ai biết đột nhiên lại có chuyện ngoài ý muốn đâu nhưng điều khiến nhâm tiểu túc kinh ngạc là người bên trong gian phòng kia vẫn chưa tạch hết vẫn còn một người nằm trên mặt đất kịch liệt thở dốc và thấp giọng kêu cứu, cứu xem ra uy lực của bố lá ba cũng có hạn nhâm tiểu túc thở dài nói bất quá hắn không lo có người may mắn sống sót vì không có bất kỳ đầu mối nào chỉ về phía hắn cả ám ảnh chi môn kết hợp với bài tú lơ khơ tại là một thần khí bạo phá bí mật phạm vi sai số một km quả thật là nhìn đâu không vừa mắt là nổ hiện giờ nhâm tiểu túc có thể khống chế kích thước của ám ảnh chi môn sai số khoảng cách chỉ tầm một km mà thôi cơ bản không ảnh hưởng gì nhiều kỹ năng trên người hắn được điều chỉnh phù hợp ảnh tử kết hợp với tuổi thành có thể tấn công chính diện cứng rắn ám ảnh chi môn kết hợp với bài tú lơ khơ có thể tấn công từ xa ngoài ra còn có thể chọc dao găm từ sau lưng người ta nữa chỉnh thể mà nói thì không có thiếu sót gì rõ ràng cả quan quân dương thị đứng bên cạnh người còn sống hỏi tại sao lại nổ có phải các người tàng trữ vũ khí không nói có phải các người cất dấu gián điệp vừa rồi uy lực nổ có thể so với hai quả lựu đạn tuy âm thanh có chút không đúng nhưng có thể là một loại tạc đạn khác vì hiện tại là chiến tranh nên binh lính dương thị vô thức nghĩ tới gián điệp tuy họ không biết vì sao tàu đạn lại nổ, người còn sống kia oan uổng hô to. Trưởng quan, chúng ta không phải gián điệp, vốn ta đang ở bên cạnh nhìn họ đấu địa chủ. Kết quả bỗng nhiên có ai đánh ra bốn lá ba, cũng không biết bốn lá ba đó ở đâu ra. Đừng nói có mấy lá bài được đánh ra người cũng nói với ta nhé, mặt quan quân không thức biểu tình nói. Ta không nhớ được. Ha ha, sắc mặt quan quân âm trầm nói. Ngươi cảm thấy ta rất dễ lừa, bắt hắn kéo vào trong cho ta, thẩm vấn ngay trong đêm. Nhìn xem trong nơi chú quân có đồng đảng của hắn không, những nạn dân khác đều tập trung ở nơi chạm canh gác nhìn thấy được, bắt đầu tập hít đất, nhâm tiểu túc ở một bên nghe nửa ngày. Hắn biết tuy người sống nhìn như nói vớ vẩn nhưng đó lại là sự thật. Ta, nha lục nguyên nói. Chúng ta làm sao đây? Không có cơ hội thì chờ một chút. Mất ngày nay chú ý địa hình phía bên công trường. Nhâm tiểu túc nói, nói không chừng khi ấy sẽ có cơ hội, công trường ở trong rừng, vừa chạy là vào rừng. Nếu chỉ có nhâm tiểu túc và nhan lục nguyên hán đã sớm chạy, có điều đội ngũ của họ có hơn 30 người. Mục tiêu quá lớn, hơn nữa nhóm nữ sinh và người bị thương rất dễ bị đuổi kịp, nhan lục nguyên nghĩ nghĩ. Cơ hội phía bên công trường không lớn, trừ khi ca khỏi hẳn rồi mang chúng ta giết ra. Đó là cách cuối cùng, nhâm tiểu túc nói, nói xong, nhâm tiểu túc quay về phòng tiếp tục nằm trong nhóm thương binh. Hắn không phải giả bộ, hắn là bị thương thật. Lần này dù không có cơ hội chạy trốn nhưng giải quyết xong một tai họa ngầm cũng coi như là tốt. Trung quy những lưu dân vốn sống trong thị trấn đã quen, sớm đã tập được tính tranh giành hung ác thật rất có khả năng uy hiếp người bên cạnh nhâm tiểu túc. Và lúc này, người còn sống kia đang bị binh sĩ Dương Thị kéo tới gặp đại đội trưởng. Người còn sống bỗng nhiên hô lên. Trưởng quan, ta nghi ngờ là đám nhan lục nguyên làm. Tối hôm nay thủ lĩnh của chúng ta và hắn phát sinh mâu thuẫn còn nói muốn giết họ ở trên công trường vào ngày mai. Kết quả họ tiên hạ thủ vi cường, chắc chắn là thế. Nhâm tiểu túc ở trong phòng xưởng sốt một chút. Thằng này không ngốc nha, thoáng cái là đoán được chân tướng. À, không đúng, hẳn là sợ quá mà bắt đầu cắn loạn thôi. Mà đám nhâm tiểu túc lại có hiểm nghi lớn nhất nữa. Quan quân Dương Thị Hồ nghi nhìn đám nhan lục nguyên. Khi thấy vương phú quý thì có chút sưởng sốt. Nguyên lai là các ngươi, vương phú quý nhanh chóng cười nịnh nọt. Trưởng quan, hắn đang vu oan chúng ta. Vừa rồi chúng ta đâu có ở trong phòng đó. Ngài có thể hỏi người bên cạnh. Chúng ta cách phòng họ xa như thế. Nếu là chúng ta làm, nhất định sẽ có người thấy chúng ta đi qua bên đó. Quan quân nói với người xung quanh. Có ai gặp họ ở gần hiện trường vụ nổ không? Nói thật có thường, về sau còn sẽ không cần làm việc. Thế nhưng xung quanh lặng ngắt như tờ. Ngược lại có người nói khi tới xem hiện trường mới thấy đám vương phú quý rời khỏi phòng. Vương phú quý là người quen thuộc với đám binh sĩ dù bình thường đám binh sĩ đối xử với vương phú quý lạnh lùng nhưng là người quen nên có tín nhiệm nhau hơn hơn nữa còn có người bên cạnh làm chứng độ tin cậy với đám vương phú quý được tăng cao hơn nhiều quan quân cười lạnh với người còn sống kia ta không để ý bây giờ người nói dối thế nào đợi lát nữa sẽ có rất nhiều cách khiến người nói thật người còn sống kia gấp tới sắp khóc hắn chỉ đứng nhìn người khác chơi bài thôi mà chỉ là sau khi sĩ quan dẫn người sống sót kia về hắn tỉ mỉ nghĩ lại rồi ban lệnh chú ý tới đám người vương phú quý kia có dị động gì lập tức nơi ta biết